để em sẽ đứng vô chứ. Jeez. Money. Jeez. Come on. Anh ba cho mừng cái lượt các bạn. Dạ, đừng quên nhà anh. Anh Điền. Rồi, cảm ơn. Rồi, thank you. Xin cảm ơn ban tổ chức, ban giảng huấn, các anh chị giảng viên và các anh chị học viên. Và bây giờ thì chúng ta tạm ngưng chương trình trong giây lát và nhà hàng sẽ dọn tiệc để quý vị thưởng thức. Hình như anh Cao Hiếu Tích còn đi lấy kèm rồi chị. Và xin quý vị chờ đợi trong giây lát, anh Cao Hiếu Tích sẽ trở lại sân khấu với lại cây saxophone của anh. Và lúc nãy Việt Bảo có mời các anh chị nào muốn tham gia văn nghệ trong phần giả vũ thì xin các anh chị hãy viết tên và tựa của những bài hát để chúng ta cùng đưa cho ban nhạc khi phần giả vũ bắt đầu. Theo lời của anh Bài thì có hai cái quyển sách nhạc đã được đưa cho quý anh chị để quý anh chị có thể lựa những nhạc phẩm nào mà mình muốn hát. Thì bây giờ nếu anh chị nào còn giữ ở bàn, xin các anh chị cho anh Bài để anh có thể đem lên đây để mà đưa cho ban nhạc, để ban nhạc có biết trước. Như vậy đến phần giả vũ chúng ta nó sẽ bong bong trên xà lộ. Nghĩ làm sao các anh chị học xong khóa này thì có thấy mình tự tin hơn không khi mà rong chơi trong vườn hoa nhiếp ảnh? Riêng cá nhân Việt Bảo thì niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng có, bực mình cũng có, mà áy náy cũng có. Niềm vui có vì mình thêm được một số kiến thức, mình gặp những người bạn mới. Buồn là vì khóa học chấm dứt rồi thì mình không có gặp thầy, gặp bạn thường xuyên nữa. Còn áy náy cũng có, là vì mình còn nhiều bài tập, bài thực tập dở dang, dang dở. Thì không biết anh Bài cười với anh Bài có cùng tâm sự không anh Bài? Y chang à em. Cái điều mà chị vừa nói là lấy tôi tính nói thì chị cắt lời ra, thành ra tôi quên bén lắm mất. Nhưng mà tưởng là chị Kim Bảo ở nhà với anh mà chị quần anh mỗi tối như vậy thì chắc là chị phải thực hành ghê gớm lắm. Vâng, thì cái như cái Photoshop á, thì nếu quý vị không xài đó thì nó sẽ quên mất. Và nói thật với các anh chị đó, tôi cũng đi theo cái khóa này 5 năm rồi. Cứ mỗi lần quý vị học đó là tôi học thêm và tôi sẽ quên thêm. Đó là cái chuyện rất là thường tình. Thành ra quý vị đừng có lo, tôi sẽ xin hẹn lại quý vị trong những khóa tới. Dạ, bây giờ thì anh Cao Hiếu Tích đã sẵn sàng chưa ạ? Chưa bao giờ mà thổi nhạc mà không có băng nhạc. Anh ra không biết có thổi được không? Nếu như mà anh chị mà muốn mà request lắm thì cũng đáng mà thổi, nhưng mà có băng nhạc sao mà thổi được. Bây giờ anh
anh sẽ go with the ban nhạc phải không? Theo chị Vi nói thì tức là anh thích thổi chay. Nhưng mà anh thích gâm hơ mà, thành ra có ban nhạc không có ban nhạc thì cũng tới hết, đúng không? Ok, bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng kèn saxophone của anh Cao Hữu Tích với bài Thánh Ca Buồn. Như ban nhạc 9 giờ mới tới anh. Xin quý vị lượng tình tha thứ chứ bao giờ tôi mà tôi khô như vậy hả? Thank you.
hát gì. Cái thổi đèn chay mà hát cũng chay nữa. Bây giờ chị Vi, anh. Chị Vi là người tình trăm năm của anh, chưa có cho anh xuống sân khấu đâu. Bây giờ mời anh ở lại sân khấu. Và bây giờ anh sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm của chị Công Sơn, Hạ Trắng. Tại sao lại không được anh? À, Dương, dạ vâng, Dương của Nguyễn Văn Tý. Đúng. Dương hình như anh Hải đúng không anh? Dạ hôm anh không hát, anh thôi anh thử kèm vậy. Thank you.
Thank you.
Christmas on the fire, oh, 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 oh.
ạ. Dạ vâng, mời anh. Sau đây là phần trao quà cho ban giảng huấn và ban tổ chức. Xin mời. Đầu tiên xin mời chị Hoàng Anh. Xin mời chị Hoàng Anh. Dạ đúng rồi, người đẹp Hoàng Anh. Xin mời chị Hoàng Anh trao quà cho anh. Chị Hoàng Anh sẽ trao quà cho anh Võ Đình Phú. Xin mời anh Võ Đình Phú lên sân khấu. Tôi xin được phép đề nghị với chị Châu là để các chị nhận quà phía dưới, còn các cô leo lên đây ngã một cái là thành nhà. Vâng, dạ thưa ơi, bây giờ xin mời anh Phú ạ, với chị Hoàng Anh. Thành thật xin lỗi anh Phú và chị Hoàng Anh. Trang trao quà cho anh Hồ Hòa. À, anh Chí đã. Dạ, xin mời anh Chí trao quà cho anh Hồ Hòa. Vỗ tay. Anh Chí là phó trưởng lớp của khóa 27. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh phó trưởng lớp. Và bây giờ cũng là lúc mà Việt Bảo giới thiệu những cái nhân vật gọi là background star. Mà nếu mình có foreground star là anh Võ Đình Phú rồi. Bây giờ những các anh chị có được có dịp được gặp những background star. Xin mời anh Dương Điền. Xin mời anh Dương Điền lên sân khấu. Xin mời cô Ngọc Diệp. Xin mời Ngọc Diệp lên sân khấu trao quà cho anh Dương Điền. Vỗ tay, vỗ tay em. Sau đây Việt Châu xin mời anh Trần Thuận. Anh Trần Thuận, xin mời anh Trần Thuận lên sân khấu. Và Việt Châu xin mời chị Nam. Xin mời chị Nam lên trao quà cho anh Trần Thuận. Xin mời chị Nam. Foreground star là anh Trần Đức, nhưng rất tiếc là anh Trần Đức vì đi du lịch xa nên không đến với chúng ta hôm nay được.
mời anh Việt Trung. Xin mời anh Việt Trung. Dạ, xin mời chị Kim Bảo lên trao quà cho anh Việt Trung. Xin mời chị Nguyệt lên sân khấu trao quà cho anh Trần Trung. Thưa anh, mời anh Trần Trung ạ. Xin mời anh Trần Trung. Anh, em gọi tên anh mà em thấy anh ngồi ngơ ngác, em buồn quá đi thôi. Thưa anh Trần Trung, là hiền thê của anh là học viên khóa 27, mặc dù anh không có học, không tham dự vào khóa học, nhưng mà mỗi sáng anh đều đến rất là sớm để chuẩn bị cho lớp học. Thành ra khi các học viên đến là bàn ghế đã sẵn sàng rồi. Thành ra các học viên rất là cảm ơn anh Trần Trung. Và người mà tiên phong trong việc sắp bàn ghế mỗi buổi sáng, khi Việt Bảo vào đến mà parking lot là đã thấy anh ngồi trong xe và chờ lớp học mở cửa. Xin mời anh Trần Thung. Dạ, xin mời anh Trần Thung. Xin mời cô. Xin mời cô Khưu Lê lên trao quà cho anh Trần Thung. Khưu Linh, xin mời cô Khưu Linh. Dạ. Dạ có xin... tới rồi anh Điền. Xin mời cô Khưu Linh. Các anh chị học viên thường thường đến lớp thì đấy là bàn ghế đã được sắp sẵn từ bao giờ, là do trưởng ban sắp bàn ghế anh Trần Thung. Cảm ơn anh. Và background star cuối cùng, anh Ân Trạch Tuyền. Xin mời anh Ân Trạch Tuyền. Và em xin mời chị Đào. Em xin mời chị Đào lên trao quà cho anh Ân Trạch Tuyền. Xin mời chị Đào. Dạ, chị Lê Tạ Đào. Xin mời chị Lê Tạ Đào. Qua đây nè chị. Qua đây. Xin mời foreground star và các background star trở lại sân khấu để chụp hình tấm hình. Xin mời tất cả những anh mà foreground star, anh Võ Đình Phú, background star. Dạ, xin mời các anh trở lại để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Dạ mời chị trưởng lớp và anh phó trưởng lớp cũng đứng vào chụp hình luôn. Đủ chưa? Bây giờ một mình Việt Bảo cầm tới 2 micro lận quý vị. Còn bao nhiêu người nữa?
Hai con có mắt em không? Coi trong. Đứng ở dưới đúng không? Cô chồng. Xếp vô giữa, quá, đỡ, chứ không có nổi được. Rồi, chụp nha. Rồi, Chí đứng bên trái luôn, cho nó đều hơn. Chứ mình nhìn cái nóng lên cái bộ ba. Qua đây. Đứng bên trái, rồi, qua bên tốt, cho nó đều hơn. Chúng ta có đạo diễn Vũ Sư Bài. Cảm ơn các anh chị. Dạ vâng, bây giờ Việt Bảo xin trao máy ghi âm lại cho anh Điền với tức mình kế tiếp. Mình phải ăn dessert trước khi vào nhà hàng cho ăn mấy món tiếp. Hiện ra đây, bây giờ chúng tôi xin mời bác Hiền và anh Phú và chị Châu ra để cắt bánh. Chị Châu kìa, tôi nói thường xuyên mời chị ra thì chị đi ngồi xuống. Các anh chị học viên nào muốn nhìn hình của mình trên bánh thì đây là cơ hội cuối cùng để mà trước khi chiếc bánh được cắt ra. Xin mời các anh chị học viên tự nhiên nếu muốn nhận diện mình ở trên ổ bánh mãn khóa. Mời anh Chí lên luôn đi, Minh Chí. Và tiết mục kế tiếp, Việt Bảo xin giới thiệu cùng quý vị những tân hội viên. Rất tiếc là hai tân hội viên mới không có thể đến ngày hôm nay được. Chúng tôi rất là hân hoan được đón mừng chị Lê Thị Hạnh và chị Phùng Anh Ly. Rất tiếc là hai chị này vắng mặt để thay thế vào đó. Xin mời chị Khương Linh. Chị lúc nãy chị tới trễ nên ra chưa được nhận được chứng chỉ. Mời anh Hòa. Anh Hòa lên trao cho chứng chỉ cho chị Khương Linh. Kính chúc quý vị trong vòng vài tháng tới, ngoại Việt Nam có những sinh hoạt sắp được sự diễn ra như đây. Là đầu tháng 1, chúng ta sẽ có buổi họp đầu năm và đầu tháng. Trong dịp này, quý vị có thể, đây là cái dịp chúng ta sẽ thi ảnh hàng tháng. Và quý vị có thể dùng những cái tấm ảnh đó để tham dự trong khu buổi của buổi triển lãm. Cái buổi triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 3 ngày 10, 11, 12 tháng Giêng năm 2014 tại Hồng Kông 4. Và cái hạn chốt để chụp ảnh là cũng là cái ngày họp hàng tháng của chúng ta, tức là ngày thứ 6, mùng 3 tháng Giêng. Kế tiếp như lúc đấy anh Phú có đề cập, chúng ta sẽ có
chúng hội ảnh Việt Nam sẽ mở khóa nhiếp ảnh căn bản khóa 28 và khóa học sẽ khai giảng vào ngày thứ sáu, mùng 7 tháng 3 năm 2014. Quý vị có thể ghi tên ở trên website havnhouston.org. Tôi sẽ lặp lại havnhouston.org. Nếu quý vị nào có gì thắc mắc xin liên lạc với ban tổ chức. Trong lúc quý vị dùng bữa ăn, trước khi chúng ta bắt đầu vào phần văn nghệ, chúng ta sẽ có một cuộc xổ số, và sau đó chúng ta sẽ xổ số vào mỗi giờ, tức là bây giờ là 9 giờ thì sau 9 giờ chúng ta sẽ có một lần 10 giờ, 11 giờ và lô độc đắc với gift card trị giá 100 đồng cho những người nào ở lại. Và cũng xin nhắc lại là cái quy lệ này là khi quý vị nào cần phải về, đừng đưa cái ticket của mình cho người còn lại, như vậy thì nó không được phe cho những người ở lại. Thành ra đó là lời yêu cầu của ban tổ chức. Thank you.
Các anh chị hội viên khóa 27 cũng như các thân hữu, nếu các anh chị muốn chụp hình với lại ổ bánh mãn khóa trước khi bánh được cắt thì xin mời các anh chị rời gót ngọc đến để mà chụp hình với lại ổ bánh. Dạ, Bảo Việt Bảo xin các nhiếp ảnh gia, xin các nhiếp ảnh gia bước ra ở bàn bánh. Xin mời các nhiếp ảnh gia ra tay nghĩa hiệp thì sẽ có những model sẽ từ từ bước ra. Chị Kim Bảo, chị Thầy, chị Nam, chị Nga, chị Mai, chị Thủy Trang, chị Đào, Ngọc Diệp, Khưu Linh, chị Thu Vân, chị Kim Nga, chị Anna Đạm, chị Trần Hoa. Chị Hana. Đẹp quá vậy ta. Có cái gì đứng đâu? Không có thể đứng đâu. Lùi quá đứng đâu cũng thấy. Chị Nguyễn. Em nghĩ chị đúng bây giờ bàn đi ha. Hoàng Anh, Hoàng Anh còn chưa kêu tên đã thấy già rồi nha. Heather, why not? Anh Bài có muốn gươm lạc giữa rừng hoa không? Rồi, ready. 1, 2, 3. Chị Tường Vi vừa mới hỏi Việt Bảo đó làm sao mà để hình vào trong bánh hay vậy? Đó là nhờ đấy là tài làm bánh của anh Võ Đình Phú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chụp tấm chứ là chụp tấm. Quay phim không có chụp. Để chụp ha, để lấy máy chụp. Vô đây hả? Mời anh David Đông và anh David Việt Trung trở lại bàn bánh, tại vì các model vẫn còn đang đứng chờ chụp hình. Wait for me. Okay. Xong. Cảm ơn các anh Trần Thiện, David Đông, David Việt Chu. Anh Điền đâu mất rồi? Anh Điền, where are you? Bây giờ mình có bước qua phần sổ số cho anh Điền. Bắt đầu nha. Bắt đầu lô đầu tiên nha. Mời trưởng ban sổ số. Chị Bảo có cần mình phụ không? Có, cần tốt, cần nhiều, cần tốt. Trưởng ban bốc số này đã 5 năm kinh nghiệm rồi phải không anh Điền? Quý vị may mắn đầu tiên sẽ là người có tấm vé số 525888 3 con 8 888. Ai là người may mắn đầu tiên? 525888888. Phải anh Quý không? Vé có mang số 888. I have to check my ticket too. Oh, hey, Lan Toan. Sao không có người nào trúng số đó hả anh Hiền Điền? 888 không có hả? Nè, có rồi. Bác Hiền Gái. Là. Con xin mời bác Hiền Trai trao quà sổ số cho bác Hiền Gái. Bánh hình đó. Giờ có 10 giờ rồi. Bánh hình đó. Xin dùng. Ok rồi.
cái cô này hình của cô nha. Dạ, theo tục lệ thì nếu mà trong trường hợp mà người được sổ số là được phu quân của mình trao sổ số thì sẽ được tặng một nụ hôn nữa bác. Vé có mang số 525974. 525974. Ai là người may mắn thứ hai? 525974. Châu Châu, nhờ Châu quay tích kép của Bảo coi. 525974. Quý vị nào có số 974? Chín bảy bốn thì 944 anh. 974. Quý vị nào mà không lên claim số của mình là sẽ bước qua số kế tiếp. Linh có mang số 974 không? Châu, nhờ quay tích kết dùm quay châu. Vé 974, không lẽ không có ai trúng số hả? À, anh Đỗ Khôi. Anh Đỗ Khôi cũng là một là một giảng viên. Chương trình bốc số sẽ được tiếp tục. Ở phần sau của chương trình. Ban nhạc thì đã đến rồi và Việt Bảo hy vọng là tất cả những anh chị nào sẽ tham dự trong phần văn nghệ thì đã ghi tên để chúng ta có thể tiếp tục bắt đầu chương trình dạ vũ khi ban nhạc ready. Thank you.
ám ảnh nữa em. Người ta bị ám ảnh. Quá mừng. Monistro.
Và hy vọng là bữa dinner hôm nay là đạt được tiêu chuẩn và các anh chị enjoy dinner. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu qua chương trình rất là thường lệ của Houston by Night, chương trình hát cho nhau nghe hàng đêm vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Và hôm nay cũng là một cái đêm mà chúng ta ở đây có những bộ mặt rất là quen thuộc, cũng như là chưa hề đến ở đây thì cũng xin giới thiệu đến các anh chị là chương trình Houston by Night hát cho nhau nghe hàng tuần 6 đến 7 nhật
và chúng ta cùng tham gia trong đêm nay bên nhau. Và một lần nữa xin chúc hội là luôn luôn thành công trong những năm sắp tới. Và bắt đầu chương trình, chúng ta hát và chúng ta dance con thứ này. Xin mời các anh chị ra sàn nhảy trong nhịp bossa nova. Joe!
Mình hát bài nào và để tiếp tục qua mốc cho cái sàn nhảy hôm nay, xin mời tiếng hát của chị Việt Bảo trong nhịp cha cha cha. Xin mời chị Việt Bảo. Cảm ơn anh, không ngờ là anh lại mời Việt Bảo sớm vậy. Bây giờ Việt Bảo nhờ hát, Việt Bảo cứ hát, anh chị nhảy, anh chị cứ việc nhảy nha. Bây giờ xin mời các anh chị ra sàn nhảy với nhạc phẩm Lối về xóm nhỏ. Mời các anh chị ra sàn nhảy đi, chứ bị bảo hát nhưng mà nhảy thì bảo buồn lắm. Ban nhạc đánh tông nào thì bảo hát không được. Thank you.
Vậy tiếp tục xin mời giọng hát của anh Trung. Anh Trung trong nhạc phẩm Ngày Đó Có Em. Alo, check in. À, anh Cường ơi. Anh chưa chuẩn bị, anh vừa rồi chưa có chuẩn bị bài hát, cho nên anh có thể giới thiệu anh kế tiếp này. Tôi xin mời chị Thùy Trang, Thùy Trang trong nhạc phẩm Bóng Người Đi. Và xin mời anh Hải chuẩn bị nghe. Xin lỗi các bác, bị ban nhạc quở ra một trận, đã cố thủ bằng. Hôm nay tôi xin hát bài này để tặng cho tất cả ban giảng huấn. Xin quý vị đừng có take it personally nha. And more.
Thank you.
đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Xin cảm ơn anh Khải. Và cũng trong buổi đêm vui hôm nay, chúng ta có một cái birthday party ở phía đằng sau. Đó là birthday của anh Quang Võ, năm nay vừa đúng 35 tuổi. Xin chúc mừng anh Quang Võ đúng tròn 35 tuổi và ban nhạc happy birthday sau. Xin mời mấy bạn dưới. Happy birthday to happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
kiều lão Kiến Càng. Năm nay lão Kiến Càng là vừa đúng 90 tuổi mà vẫn còn công lực vẫn còn rất là thâm hậu. Hôm nay là sinh nhật của tôi tròn 35 tuổi. Xin băng qua xin trình bày nhạc ban biết đến thuở nào nhạc của chúng ta. Kim ơn. Chúc quý vị một đêm thứ bảy thật vui vẻ và đầm ấm. Xin mời tất cả chúng ta ra sân nhảy trong nhịp tim bốp với giọng hát của Bunny Boy Quang Võ. Bye.
Thank you anh Quang và thank you anh Lai chọn là Hiếu sân bay này để tổ chức vấn đề thi phẩm lâm của anh. Và xin chúc anh một năm mới với tuổi mới thật là nhiều thắng lợi. Xin cảm ơn anh Cường. Để tiếp tục xin mời một nữ ca sĩ trong hội ảnh Houston mà tên thì không có được biết tên gì, chỉ biết là chị tên là Lạnh Lùng. Xin mời chị Lạnh Lùng của hội ảnh Boston. Tôi chưa đi Thái Lan mà anh đã gọi tôi là chị rồi, khổ tôi quá. Sorry, nhìn anh cũng thấy lạnh rồi. Xin mời các anh chị các bạn đã sẵn sàng để đưa tâm hồn.
Và để tiếp tục xin mời quý vị đang sàn nhảy trong nhịp Vans với giọng hát của chị Nguyệt Ánh. Xin mời chị Nguyệt Ánh. Và sau chị Nguyệt Ánh xin mời anh Ken. Anh Ken. Các anh chị đưa list cho em mà không có để tên, thành ra em chỉ biết tên là Ken với lại Lạnh Lùng thôi. Nguyệt Ánh xin mến chào tất cả các bạn. Nguyệt Ánh xin hát nhạc phẩm Thôi Tơ. Địa văn. Em lo gì
thank you chị Nguyệt Ánh. Và để tiếp tục xin quý vị mời quý vị ra sàn nhảy trong nhịp cha 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 với một giọng hát của lão thành. Xin mời giọng hát của anh Toàn. Theo lời yêu cầu của cô An, hôm nay tốt nghiệp cái lớp bế giảng về hội ảnh ấy, chúng tôi xin trình bày cái bản cổ múa để tặng cho An. We'll be right back.
thank you. Và để tiếp tục xin mời quý vị đang sàn nhảy trong dịp Pasadena với phần trình diễn của bác nhạc sĩ Tích. Xin mời Tích trong, xin mời quý vị đang sàn nhảy Pasadena với tiếng ảnh saxophone của bác sĩ Tích. Dừng bước.